Thưa ông, trước hết xin ông cho biết là cho đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hội An đã được chuẩn bị như thế nào ạ? À, như chúng ta đã biết thì theo cái thời gian quy định thì chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức bước vào cái ngày hội bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Thì đây là một sự kiện lớn của đất nước cũng như của thành phố Hội An. Cho nên trong nhiều tháng qua thực hiện cái luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thì thành phố cũng đã triển khai tất cả các cái công việc cần thiết, từ việc thành lập các cái tổ chức phục vụ bầu cử đến tổ chức tập huấn cho lực lượng công tác chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc trình bày chương trình hành động đối với cử tri. Và đặc biệt năm nay trong cái điều kiện cái mùa bầu cử diễn ra trong cái bối cảnh là dịch bệnh lan tràn, cho nên cái nhiệm vụ hàng đầu là phải tập trung đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch. Thì hiện nay thành phố đã triển khai nghiêm ngặt các cái bước theo cái quy định về 5K, yêu cầu tất cả các cái ứng cử viên, các cái cử tri trong quá trình tiếp xúc phải thực hiện đầy đủ cái việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Đặc biệt trong cái ngày bầu cử sắp tới thì phải đảm bảo cái công tác sát khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang. Và chúng tôi cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho cái lực lượng phục vụ bầu cử khoảng 1.200 mẫu. Và đến giờ phút này có thể nói là chưa có cái mẫu nào dương tính. Đó là một cái điều rất là tốt của thành phố. Thì thời gian thì không còn nhiều. Hiện nay thành phố đang tập trung hoàn tất các cái bước cuối cùng, đặc biệt là tập trung cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, phát phiếu cử tri đến với thẻ cử tri đến với bà con cử tri, cũng như là phát phiếu mặn đàm đến từng hộ gia đình ở nhiều địa phương để tạo được điều kiện cho bà con thực hiện cái quyền của mình một cách dân chủ và có hiệu quả. Thưa ông, chúng tôi được biết là trên địa bàn thành phố Hội An có rất là nhiều những cử tri đang ở trong các khu cách ly tập trung. Thì vậy phương án để tổ chức bầu cử cho bà con cử tri ở đây như thế nào? Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố chúng ta có hai cái loại các cái khu cách ly tập trung. Cái thứ nhất là các khu cách ly tập trung có thu phí được tổ chức ở các khách sạn. Trước đây là 3 khách sạn, bây giờ theo cái quyết định của tỉnh cho phép là thành 5 khách sạn. Và hiện nay thì còn trên 600 cái bà con ở các nơi từ nước ngoài về cách ly tập trung tại các cái khách sạn có thu phí. Thì đối với đối tượng này thì thành phố cũng đã phối hợp với khách sạn chuẩn bị sẵn sàng về cái phương án bầu cử. Và theo quy định của luật bầu cử thì những trường hợp này thì chúng ta thực hiện cái việc là bầu cử hai cấp, đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ngoài ra thì trên địa bàn do cái yêu cầu về phòng chống dịch thì trong thời gian qua thành phố cũng đã triển khai nhiều cái khu cách ly, như là khu cách ly tại trạm y tế Cẩm Thanh, trạm y tế Cẩm Châu, trạm y tế Cẩm Hà và khu cách ly tại Trường Điện. Thì đến giờ phút này thì vẫn còn trên 80 cái bà con cách ly tập trung tại các cái điểm này. Và đối với các cái đối tượng này thì tùy từng đối tượng sẽ có cái hình thức mà bầu cử theo đúng quy định. Có những đối tượng mà ở cái địa bàn trong cùng một cái liên danh, trong cùng một ví dụ như là Cẩm Phô, Tân An, thì nếu là đối tượng ở Cẩm Phô cách ly ở Tân An, ở Trường Điện thì được bầu 3 cách. Mà nếu ở các địa phương khác ở trên địa bàn thành phố về khu vực Tân An thì chúng ta thực hiện 2 cách theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra thì chúng ta đảm bảo tuyệt đối về vấn đề an toàn, vấn đề sát khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và tổ chức nghiêm túc cái việc phòng chống dịch tại khu cách ly. Như vậy công tác chuẩn bị chúng ta đã hoàn tất. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ngay trong ngày bầu cử là gì thưa ông? Từ đây đến ngày bầu cử thì thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên đến nay thì dịch bệnh trên địa bàn cả nước nó vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt khu vực gần chúng ta là thành phố Đà Nẵng vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm chưa giảm. Do đó cái yêu cầu đầu tiên trong ngày bầu cử vẫn là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về công tác phòng chống dịch. Thì đến nay thì chúng tôi đã cấp phát toàn bộ các cái vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch xuống các cái điểm bầu cử, như là nước sát khuẩn, như là khẩu trang, như là
các cái loại mà diệt khuẩn. Đồng thời trước cái ngày bầu cử chúng tôi đã tổ chức phun thuốc diệt khuẩn ở tất cả các cái điểm bầu cử, và trong quá trình bầu cử thì cũng hướng dẫn cho các lực lượng y tế cùng tham gia lấy thân nhiệt, rồi hướng dẫn cái khoảng cách, và đặc biệt là đảm bảo cho bà con thực hiện cái biện pháp phòng dịch trong suốt quá trình thực hiện cái quyền bầu cử của mình. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi.